Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 30 tháng 7 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 100 token IFGT này bạn. Thì hiện tại dự án này nó có cái update là hiện tại nó cập nhật con bot mới nha các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án trước đây thì các bạn cần update là con bot cũ, con bot mới nữa bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình Telegram start chat bot. Con bot cũ nó bị ấy các bạn. Không sợ này drop. Rồi, các bạn chỉ việc join kênh group kênh seller nữa các bạn. Mình đã join rồi này. Kiểm tra lại thôi các bạn. Tiếp tục follow Twitter và retweet nữa. Rồi, các bạn like nè, các bạn dịch dẫn cho biết cái game luôn nè các bạn. Các bạn tăng dạy các bạn mình vào nè, tweet lên nè. Sau đó thì các bạn xin nếp website nè. Thì trước kia mình đã có tài khoản, các bạn chỉ kiểm tra thôi các bạn. Mình chưa có nhận được tốc cần nào chứ các bạn. AFCT nè. Buy sell. Rồi các bạn bấm double đi các bạn. Rồi các bạn bấm cho submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram các bạn đã join sao hay gấp nè. Các bạn chỉ khai báo thông tin cũ nữa thôi. À cộng anh 5 số 2 nè. Mở cho bot nè. Sau đó submit profile Twitter của mình nè. Thì bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào anh bata, nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp vào anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép liên kết này, gọi là cho bot này. Tiếp tục còn gọi địa chỉ bên bi xe machine bet 20 trên YouTube wallet của tất cả các bạn nhé. Rồi tiếp tục các bạn để địa chỉ email của bạn đăng ký trên website nha các bạn. Rồi sau đó bấm balance sheet để check số cảm kiếm được nè các bạn. Ok các bạn, gì lên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ bạn nhé.